Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ gỗ Đông Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày chiều ngày 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình của anh Giáp ở Thái Nguyên nha quý khách nhá. Hàng là đục tư quý, hàng là cao 1m6, đường kính là 43 phân, hàng đục là Tùng Phúc Trung Ma, xuân hạ thu đông nhá quý khách nhá. Hàng là cao 1m6, đường kính 43 phân và đục của chúng em là đục bằng tay toàn bộ 100%. Đấy, gia công bằng tay nhá, chứ không phải là hàng bằng máy đâu quý anh ạ. Nên công đục cũng là công sáng cũng như là rất chi là nhiều. Đấy, và rất chi là lâu mới ra được một cặp như thế này. Nên nếu mà quý khách hàng nào quan tâm đến cặp lục bình này thì hãy liên hệ ngay với Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944 22 22 66 hoặc là 0386 6789 nhá. Phần phía dưới là cái đục cảnh này và phía trên của chúng em này, phía trên là đục chữ thọ mình cả chữ thì nhá quý anh nhá. Đây, các bạn có thể thấy đây. Đây, nếu mà quý khách hàng nào quan tâm sản phẩm như của anh Giáp này, giá của chúng em là đang bán 11 triệu nha quý anh nhá. Quý anh có thể đến tận cơ sở của chúng em là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp. Hoặc là quý khách hàng muốn xem thêm các sản phẩm khác như giường tủ, kệ tivi, kệ đồ, quý khách hàng có thể lên website của chúng em là đồgodongmanh.com nhé. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video lần sau ạ.